Em rất tự tin có thể nói được cả giọng nữ và giọng nam. Và giọng nam. Kiểu làm công chúa xong rồi à. Thì cũng phải có hoàng tử chứ. Cũng phải có hoàng tử chứ. Trời đất ơi, ba ơi là ba. Đi về á, không có chịu hả rửa chén giặt đồ gì hết cho cái người thú quắc à. Bà không có biết cái gì hết á, người ta đi làm ăn, người ta về người ta mệt, tôi đem tiền gì cho bà chứ đâu. Xin mời thí sinh tiếp theo. Chào mọi người, mình là Hoàng Học đây, hay còn được biết đến với cái tên là học sinh á. Giọng men quá. Ôi, giọng nửa men gì? Bậy bạ không à. Học sinh năm 97 và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em xin chào bốn vị mentor và anh Nam Trung. Em đến với chương trình The Fame mong là tìm kiếm một cơ hội để có thể tỏa sáng. Những cái gì mà ban giám khảo muốn biết thì xin hãy khai thác em ạ. Chị vẫn thấy là nó thiếu thiếu cái gì đó khi mà chị xem em trên TikTok. Thiếu cái giọng này phải không chị? Thiếu cái giọng này phải không chị? Em là một người chuyển giới từ nam sang nữ và em rất tự tin với cái năng khiếu của mình, đó chính là có thể nói được cả giọng nữ và giọng nam. Và giọng nam. Giọng nam bất nữa nha. Xin chào các anh em Hà Nội nha. Ở đây có ai Hà Nội á, giơ tay á. Anh thì anh cảm thấy rất là thú vị. Vì anh đã có từng xem rồi. Nhưng mà anh không ngờ là ngày hôm nay cái giọng kia của em nó làm cho anh giật mình luôn á. Nhưng mà cái đấy là mình phải thế nào đó để mình có thể nói được hai giọng như vậy. Hồi nhỏ em cũng hay thích diễn kịch này nọ, cũng hay thích nói chuyện qua nói chuyện lại, xong rồi cái em cũng nói được giọng nữ kiểu làm công chúa xong rồi à. Thì cũng phải có hoàng tử chứ. Tuy là em nói cho mọi người giọng nam thì thật ra là em muốn tạo cái niềm vui cho mọi người, nhưng thật sự là tâm hồn em vẫn là nữ à. Không biết là học có biết có một cái loại là người ta có thể diễn được một vai nam và đồng thời người ta có thể diễn một vai nữ, thì học có thể làm cái điều đấy cho mọi người cùng chiêm ngưỡng được không? Em sẽ diễn hết sức khả năng của mình, nhưng mà mắc cười hay không là do mọi người nha. Ok, em sẽ diễn. Thì ở trong căn nhà nọ, trời đất ơi là ba, đi về á không có chịu hả rửa chén giặt đồ gì hết cho cái người thú quắc à. Bà không có biết cái gì hết á, người ta đi làm ăn, người ta về người ta mệt, tôi đem tiền gì cho bà chứ đâu. Có đâu mà suốt ngày mà cứ về đàn bà gì mà càm gàm hoài. Cũng may là tao càm gàm mà có cái cơm cho mày ăn đó. Con người gì mà sao mà bạc nhược à. Kiếm tiền là bộ hay lắm hả? Kiếm tiền không hay, mày đi mày kiếm đi. Dạ thì xương xương là như vậy thôi ạ. Học ơi, thật ra là mọi người muốn cho em thêm những cái cơ hội như vậy để mà thứ nhất là bản thân em cũng thoải mái hơn, có thể show ra được nhiều cái khả năng, mọi người cũng sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về em. Tại vì ở đây em xuất hiện em rất là xinh, nếu như mà chị không biết em qua TikTok thì chị cũng sẽ không nhận ra được bất cứ một cái gì khác lạ ở em cả. Mình đến với sân chơi The Face Việt Nam 2022 thì chị chỉ muốn nhắn nhủ em và cả những bạn thí sinh khác nữa. Chị nghĩ là ở thời đại này á thì mình có thể làm một The Face không chỉ ở gương mặt nữa, mà nó có thể nằm ở lifestyle của em. Miễn sao năng lượng em đem đến cho mọi người á, em có thể truyền được cảm hứng cho họ, thì cái đó nó sẽ là một thế mạnh mà chị nghĩ em vẫn cứ enjoy với nó thôi. Cảm ơn chị Triệu đã góp ý cho em ạ. Em rất vui khi mà được thể hiện những cái tài năng đó cho mọi người xem, mặc dù chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Em ơi, đây mới chỉ là cơn ác mộng đầu tiên thôi. Nếu như em tiếp tục đi cùng với chương trình thì nó sẽ còn nhiều cơn ác mộng hơn nữa cơ. Em nguyện được gặp ác mộng mà. Tôi rất muốn được nhìn thấy quyết định của các vị huấn luyện viên. Xin mời giơ bảng của mình ạ. 3, 2, 1, xin mời ạ. Và xin chúc mừng em, hẹn gặp lại em trong phần thi tiếp theo của chương trình.